Nằm trong chương trình hoạt động an sinh xã hội hàng năm, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã trao sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Buôn Mờ Riêu, xã Chư Huê, huyện Ek. Công ty Điện lực Đắk Lắk đã trao hai con bò giống sinh sản cho hai hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Mờ Riêu, xã Chư Huê, huyện Ek. Trong các đợt hỗ trợ trước, công ty cũng đã trao tặng 16 con bò giống sinh sản cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại buôn này. Đến nay, đàn bò sinh sản đã phát triển tốt. Nhờ sinh kế này, nhiều hộ trong Buôn Mờ Riêu đã thoát hộ nghèo. Trước đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng tặng khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ bà con Buôn Mờ Riêu phòng chống dịch COVID-19. Tạo được sự thống nhất, đồng sức, đồng lòng từ các cấp ủy, chính quyền địa phương đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Diện mạo tại các thôn, làng, vùng sâu, vùng xa ngày càng được khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ dân thoát nghèo giảm qua từng năm. Đó là kết quả của gần 5 năm thực hiện nghị quyết số 01 của tỉnh ủy Kon Tum về công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bằng những cách làm thiết thực trong những năm qua, từ nhiều chương trình, nguồn vốn, chính sách khác nhau của Đảng, Nhà nước, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhiều mô hình sinh kế để giảm nghèo như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề cho người dân phù hợp với điều kiện tại địa phương. Như thế dân bây giờ đỡ so với trước, có hộ thì không có gì thu nhập. Bây giờ các hộ đều hàng năm là có tiền. Ví dụ mì, bắp, rồi sâm, rồi cà phê, rồi đưa thứ mà trao đổi với nhau. Gần 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 01 của tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tại các thôn, làng của huyện Kon Plong, người dân tích cực tham gia hưởng ứng hiến đất mở đường, góp ngày công, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, huyện Kon Plong đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thị trấn. Nói chung là bây giờ thì bị đặt nông thôn mới thì nhà nước đầu tư làm đường, là trường học cũng có tại thôn. So với trước kia thì nó đỡ hơn, nó tiện hơn vì là có đường xe cộ đi vào nào kia là đến tận nơi, với là có đường đi khu sản xuất kia đi cần phải đi bộ nữa, đi xe đến ruộng. Rằng qua một thời gian triển khai thì cho rằng cái đây là một cái chủ trương rất đúng và làm thay đổi cái diện mạo của địa phương, đặc biệt là các khu vực nông thôn rất là lớn. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,89% năm 2015 xuống còn 14,35% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm. Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 có 4 huyện và thành phố, 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới.